Thưa quý vị, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã xem xét đình chỉ công tác đối với Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính. Người này đã có hành vi đánh phụ nữ. Chưa rõ ai đúng, ai sai, nhưng cách xử lý mâu thuẫn bằng nập đấm đã nhận vô số gạch đá của dư luận. Vụ việc xảy ra vào khoảng 7 giờ sáng 4 tháng 1 ở đường Láng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Người đàn ông trung niên tranh cãi với người phụ nữ là hàng xóm của mình về đậu xe ô tô. Sau đó, ông đã đấm thẳng vào mặt khiến người phụ nữ choáng váng lãnh đạo công an phường láng thượng đống đa hà nội cho biết sau khi sự việc xảy ra người phụ nữ bị hành hung tên tê đã lên trụ sở đơn vị này trình báo về sự việc. Được biết đây là ông vũ văn thắng phó vụ trưởng vụ kế hoạch tài chính tổng cục địa chất và khoáng sản việt nam đang xem xét đình chỉ công tác đối với ông thắng để làm rõ vụ việc ông này đánh phụ nữ.